Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Rồi, và trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lưu tại cái vùng Badlands Plateau này nha mọi người ơi. Kế bên mình có một em Pokemon gì đó nè, máy hút bụi mọi người ơi. Cũng ngon lành đó chứ. Thôi, để mình tiến hành mình bắt em này luôn nha. Em này thì mình chưa có. Và chắc thì mình cũng sẽ khởi động bằng quả Whitbon thôi. Ủa đâu rồi? Đây nè. Mới vô hơi bị lũ đó nha. Whitbon ra trận. Wow, đây là Varum. Wow, xịn sò quá nha. Nhìn nó cũng khá là lạ mọi người ạ. Ôi, và chúng ta được cái gì đây? Bắt 25 Pokemon hệ độc. Hồi nãy thì mình có kiểm tra là tầm 10 phút nữa Lanaros xuất hiện. Nhưng mà nó nói vậy thôi chứ 10 phút nữa phải thuộc vào những cái thời điểm như là bình minh và hoàng hôn thì Lanaros mới xuất hiện được đó mọi người ơi. Nói chung cũng khoai lắm, không có đơn giản đâu đó. Mình vừa tiến hành hồi phục cho cái dàn Pokemon của mình và trước mắt mình đây là một em Pokemon gì đó nè. Để mình cho Zangu ra đầu đi ha. Băng lúc à, đây là Fearow mọi người ơi. Băng lúc nào? Dạ, quăng nó khá là khó đó nha. Ui, em bay lên cao nữa chứ. Giỡn mặt hả? Quăng khó quá vậy. Ui ôi ôi, vẫn là cái câu chuyện muôn thở về cái việc quăng bon ở đây mọi người ạ. Đấy rồi, trời ơi, quăng đã đời mới được mọi người ạ. Đôi khi mà chịu đau chân tí nhảy ở trên xuống luôn thì tôi mới quăng được cái em phi rau này đó nha. Và vẫn là Whitbon thôi mọi người ơi. Ê, không thành công. Giữ ta. Được á chứ. Con sweep em thôi. Rồi, em này còn một máu rồi nha. Trước mặt mình có một cái đen nữa hả? Để mình bắt Pokemon trước đi. Bắt bằng Netball nha mọi người. Hero và Netball lần này thành công. Trời ơi, anh nói nó đầu tư nha. Có một cái đen. Ôi, xa xa có một cái gì nữa kìa. Có vẻ là một cái hội quán gì đó nữa mọi người ạ. Điểm đen của em Pokemon nào đây? Nhìn lạ quắc vậy. Akakuna. Ây da, Akakuna phải hôn. Để tôi tiễn dông lên đường luôn. Mình có rồi đúng không nhỉ? Mình có rồi mọi người ạ. Thôi, tôi đang nơi mắt lên ké luôn nè. Phải dành cứu tỏi nghe chưa. Ui, em này thôi, không bắt đâu. Bên này có một cái tòa tháp ma bỏ hoang nè. Tòa tháp này thì nó sẽ có một cái vương miện đó mọi người ạ. Cái vương miện đáng giá 50.000. Trời ơi, tính ra là quy đổi nó cũng được khá là nhiều quả bon đó. Rookity này tiêu rất là âm sầm nhá. Đây rồi. Wow, mình đã có được hai cái vương miện luôn rồi hả? Đỉnh đó. Khoan đã ha, để mình tiến hành mình xuống đây trước đi. Ui, em Rocky đi hồi nãy đúng không? Phải không vậy? Pokemon hệ tâm linh và hệ bay. Tâm linh. Tâm linh thì chúng ta có thể dùng hệ bọ được nè. Nhưng mà hệ bay thì nó cũng bị giảm đam. Ủa, đây là Natu mọi người. Không phải em Rocky đi. Trời ơi, mình thấy nó giống giống. Đây, xài chiêu hệ bọ nha. Ủa, hút ba spawn. Trời ơi, chạy tới cái vùng này mà còn gặp hút ba nữa chứ. Giỡn mặt hả? Ủa, bắt khó đấy. Hút ba đâu đây? Trời ơi là trời. Lại một em hút ba nữa mọi người ạ. Hôm nay thì chắc mình tiêu diệt luôn. Cho em về miền cực nhọc đi.
dảnh của tỏi. Ok, rất là vàng hả, cũng ngon đó chứ. Gần đây thì có khá là nhiều em Arin. À, mình chưa có em này luôn. Sẵn tiện. Whitbon trước nha. Quả đầu tiên lúc nào cũng là Whitbon hết. Và lần này anh cống nè. Ngon chưa? Rồi, để mình tiến hành lên đây tham quan cái kiến trúc này, coi thử nó là cái gì nha mọi người. Nó là hội quán hệ gì ạ? Phải là hội quán không ta? Một cái kiến trúc. Chưa thấy boss mọi người ơi. Có vẻ như là không phải là hội quán. Ủa? Hội quán hệ đá hả? Phải không? Giống cái này đi vô được quá vậy? Đúng không guys? À đúng rồi. Hội quán mọi người ơi. Đây là hội quán hệ đất, không phải là đá. Oh, rau ghim. Định đấy. Ôi, trên này còn có một em Pordor. Mình chưa có em này luôn. Wow. Sẵn tiện qua một cái vùng mới, chúng ta lại tiến hành bắt thêm những em Pokemon mới nào. Pordor. Và ui, không thành công. Em này level cũng khá là cao. Level 40 luôn mà. Hội quán hệ đất, để mình coi mình đấu được chưa ta. Cái môn hệ nước, hệ cỏ, hệ băng. Là có thể đấu được nè. Cũng đáng cân nhắc đó. Thôi, trước mắt là tôi luyện cái dàn lay up của mình lên cấp 100 trước đi. Đó. Rồi sau này đi thách đấu mấy game sao. Giờ mà ham hố quá là không được mọi người ạ. Ok. Em này thì chắc thử bằng Thunderbolt luôn nha. Đang tên thứ 5 mà. Chúng ta phải có niềm tin. Và đấy rồi. Ngon chưa? Sẵn để mình quay Pokestop. Được thêm mấy quả Netball nữa. Cũng ngon đó. Bên này là cái đen gì đây? Ồ, đen của Tocot hả? Ok, Pokemon hệ lửa. Hệ lửa thì chúng ta có thể dùng hệ nước là tất nhiên, nhưng mà thôi dùng hệ đất đi. Mắc quá. Xài chiêu này đi mọi người. Chiêu này xịn sò hơn nè. Trâu đó nha. Tiếp tục mắc quét phát nữa. Ui, em này 5 cái giáp luôn. Tính vậy. Ui, to chưa. Nhưng mà to sao bằng Crowlin của mình. Ui, em bị dính độc rồi kìa. Chắc là độc của em Salazzo đó mọi người ạ. Ê rồi, hẻo chưa. Hẻo luôn nha. Em này mình không nhớ là có không nữa. Nhưng mà thôi chắc bắt đại luôn mọi người ạ. Ui, giờ mới chính thức hẹo. Hồi nãy tôi nhìn trước tương lai sao. Chắc thử quả Rabbit Ball đi ha. Một cái môn mình đã có rồi thì cứ bắt bằng quả này thôi. Yes. Yeah, ngân lành. Được thêm Ability Capsule. Nhưng mà cái này nó cũng không có hiếm bằng cái Ability Pad. Cái này xịn hơn mọi người ạ. Kiến trúc nhà ở đây nó cũng khá là lạ ha. Rồi làm tôi hơi bối rối đó. À, có những cái xác nè. Xác này thì mình làm được cái gì ta? Cũng chưa rõ lắm. Vào trong. Còn gì nữa không? Hai cái thùng. Không có gì hết. Trời ơi, nó chỉ như vậy thôi hả? Đồ đạc ở đây ít quá vậy. Ôi, Dusk School. Yeah. Hồi xưa mấy em này hiếm lắm nè. Giờ nó nhơn nhở luôn à. Trời ơi, tranh thủ.
bắt bằng Whitbon thôi nha mọi người. Và Whitbon thành công. Quá là đơn giản luôn. Ok, bên này thì không có gì rồi. Từ từ để mình có cái nhà này nhìn nữa coi. Một cái barrel. Chúng ta được thêm emerald nữa. Hết rồi. Cũng đơn giản vậy. Cái này có gì không? Hello. Không có gì hot lắm mọi người ạ. Vượt ba cái thùng lận. Ui, vậy thì hồi nãy mình bỏ một cái thùng rồi. Để mình tranh thủ khám phá nguyên cái khu này thử nha mọi người ơi. Cầu thang lên trên tầng. Trên tầng này có gì? Hả? Là sao? Gương nè. Gương cũng không có gì luôn. Khó hiểu. Bên này thì không có rương. Ui, tầng trên cùng sao bè bọt quá vậy trời. Ê, à, đây là cửa hàng của Mon mọi người ạ. Cửa hàng này thì bán Newborn hả? Không có thực sự là ngon lắm nha. Hơi chê chê đó nha. Trời. Đúng một cái hội quán này nó hơi nghèo mọi người ạ. Không có cái gì hết trơn hết rồi nè. Không có một chút gì luôn á. Thảm nha. À đây. Trung tâm hồi phục sức khỏe rồi mọi người ơi. Ôi có một em Saladin. Ý mình chưa có. Ngon lạnh. Tranh thủ liền. Mình cứ tưởng là Pokemon của chị y tá. Em về Pokemon hoang dã mọi người ạ. Và Whitburn lần này không có làm tôi thất vọng nghe chưa. Sẵn hồi một tí máu và kỹ năng luôn nha mọi người ơi. Giáp gì đấy? Chắc là giáp sắt hay sao. Lồng kính lại thôi. Mình chắc cũng không lấy cái đó đâu. Ồ, lên đến đây thì có thêm mấy cái PC cũng như là tray machine. Ngoài ra thì có mấy cái rương. Rồi ta nói không có tí đồ luôn á. Đây rồi, cũng được một tí rồi đó. Phía bên này lại còn thêm mấy cái rương khác nữa nè. Ui, ba lô bạc. Hai, cũng được. Ít đồ nhưng mà có cái ba lô bạc thì thôi thấy là cũng ngon đó. Rồi, tạm cất ba lô bạc vào trong này nha. Wow. Tính ra cái số lượng ba lô mình chưa sử dụng nó đang khá là nhiều đó. Ê, một em Pokemon mới, đây là Bronzer. Một em Pokemon bánh răng mọi người ạ. Và lần này thì chạy đâu con sâu, sao mà thoát tôi được. Kế bên này có một cái đen nữa đúng không? Mình đang tìm những em Pokemon mới nhưng mà không thấy nữa rồi. Lại xuống có thử đen này là đen gì đây? Ôi một em kiến. Có vẻ như là Durin thì phải. Ô Pokemon hệ bọ và hệ thép. Hệ thép thì chúng ta có thể sử dụng hệ đất và hệ giác đấu. Hệ đất mà đấu với hệ bọ thì như thế nào đây? Giảm 1/2 đam. Còn hệ giác đấu đối với hệ bọ thì sao? Cũng y chang hả? Vậy thôi. Dùng luôn Crowding vậy. Có mang hệ đất nè. À, Turin mọi người ơi. Đây rồi. Chắc một skill. Ơ chưa hẹo hả? Đấu được con nửa máu à. Ây cha. Khó đó nha. Vẫn tiếp tục. Ôi đau đó.
Ây da, vẫn còn khá là nhiều máu mọi người ơi. Ui, cái Pokemon tham chiến với mình có cả Aron, Togepi. Giờ là những Pokemon mà mình chưa có nữa. Ui, về đây rồi. Em này thì thử sức bằng Liverpool thử coi. Em cho mình skill Iron Tail nè. À, và thành công. Ôi, một cái đen 4 sao mọi người ạ. Đây rồi, Pokemon gì đây? Em này quen nhỉ. Ui, tôi thấy quen quen đó nha. Cát Ni à. Thôi, em mà chơi thì chắc không bắt nữa đâu. Bắt rồi, bắt nữa. Đâm ra bắt hoài. Đây rồi, nửa cây nha. Em có cái giáp mọi người ạ. Nên là nó chặn được như đây máu đó. Rồi, vẫn tiếp tục là mắt Hailstorm. Chưa hẹo luôn. Và dính cứ tới rồi. Ồ, em này thì chắc không bắt đâu. Bắt lại tốn thời gian nữa. Ồ, phía bên này mình thấy một em có mon gì đó nữa nè. Ui, em nãy đúng không? Đây là Varum. Rắn đá, rắn đá. Ôi, rắn đá Mega mọi người ạ. Shiny luôn á chứ. Để mình kiểm tra coi. Hệ steel đúng không? Hệ steel đi lấy hệ giác đấu ra đấm đi. Cho nó thỏa thích nè. Đầy rồi, một skill diễn của tỏi luôn. Ui, em rớt cho mình. Ui, XC Copper Hour Clash. Và đá Mega của em. Ui, ngon á. Mình vừa tiến hành dọn dẹp cái hành trang xong mọi người ơi. Và ở đây mình thấy thêm một em Pokemon, ấy là Cracky. Ui, em này rất dễ thương luôn nè. Tại Whitbon đi hen. Cracky mọi người ạ. Ui, thành công luôn. Pokemon cấp 34. Cũng gọi là ngon lành đó. Nào có dịp tôi đi thi bán tiếp. Tên 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 Master Jet. Ui, được Destiny Cross. Trời ơi, được cung chỉ mọi người ạ. Vãi hò thì có chứ. Ôi, từ 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 từ. Bên này có một em Pokemon gì đó nữa nè. Em gì đây? Đây là Poten. Mình chưa có em Poten này luôn. Tiện quá đi. Sẵn dịp là bắt liền. Ơi, chờ cái gì nữa? Và ồ, chưa được nha. Em đang làm giảm cái ắc thắc của Zangu hả? Ê, hay quá, giảm ắc thắc nhưng mà vẫn ra critical hit mọi người ạ. Này không biết bắt bằng quả gì đây ta. Mình nghĩ là em này sẽ có mang hệ hệ điện đó, và tốc độ nó cũng không vừa đâu, là thử phát bọn coi biết đâu thành công. Chưa được. Ui, quả phát bọn quăng ra nhìn nó đẹp với ta. Mình bắt đầu mình khoái quả này rồi đó. Nhìn nó nè, màu sắc sặc sỡ đẹp phải chưởng. Rồi, lần này thì yes. Ơi ơi, nó phải là như thế. Đồ clip này có rồi nè. Em này mình có chưa nhờ? Yammer. Chưa có luôn. À, tranh thủ liền. Cấp 20 mọi người ạ. Ngon lành đó chứ. Trời ơi, thành công rất là đơn giản thôi. Không có gì mà khó khăn cả. Ôi, Raikou spawn nữa. Trời ơi.
Toàn là những em Pokemon mà mình đã có rồi à mọi người ạ. Hôm trước còn bắt thêm một em Raikou mới nữa chứ. Ủa em này to nha. Nhưng mà thôi, chia buồn cùng mày vậy. Có rồi là tôi không bắt nữa đâu. Khi nào mà chỉ số nó xấu quá thì tôi mới bắt lại thôi. Ủa đây hả? Đây là Fennekin. Ủa gì mà có chút ác vậy? Sẵn 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 Whitbon thôi. Ui ta thành công nha, sấm sét căng quá mọi người ạ. Bình nữa. Ủa bên này có một em trăng nè. Đây là Sandaconda. Xác định với tôi nha, dễ gì mà thoát khỏi. Cũng ra trò chứ. Thôi dù gì cũng là Pokemon level 36 mà. Sandaconda xài quá gì nhỉ. Rayburn đi. Ui mình đang có 400 quả Wave Rayburn rồi. What? Tính ra quả này mình đâu có xài đâu ha. Hạn chế nó nhiều cũng đúng. Ui về thành công nha. Đừng bao giờ khinh thường Rayburn. Lạ quắc vậy ta. Một em Pokemon hệ thường và hệ bay. Để coi xác định với tôi. Đây là True Cannon. Dẫn cứu tỏi chưa? Ủa, chưa mọi người ạ. Và đây rồi. Ôi ôi. Em này là nằm trong cái đen 3 sao. Khó nhỉ, quyết quán bằng quả nào đây? Thử Ultra Ball đi ha. Vẽ. Ôi thành công nè, ngon. Ai cha. Ôi Caesar. Wow. Caesar đúng không? Dảnh của tỏi gì ta? Ôi chưa dảnh được mọi người ạ. Dạ căng đi. Ủa cái môn hệ bọ. Nhưng mà mình dùng hệ băng. Thôi mình dùng hệ thường vậy. Hệ thường cũng được. Không sao cả. Ôi trời. Căng đấy mọi người ạ. Trời ơi dảnh của tỏi rồi. Ây cha. Hệ bọ. Dùng hệ bay, hệ đá, hệ lửa. Sai lầm quá, nãy không cho Crowdin ra sớm. Fire Blast cái nè. Ôi trời ơi cho ra sớm mà tôi đỡ mất công rồi. Thêm một viên đá Mega nữa mọi người ơi. Quá là xịn sò luôn. À chỗ này hôm trước kêu game xuất hiện mà đúng không? Ê. Một em boss. Để mình coi em này là em gì nha. Sandret hả? Chắc thử em một tên hơn coi. Sandret mọi người ạ. Dữ á. Tôi khỏi Dynamax luôn. Tôi xài chiêu thường luôn nè. Dảnh của tỏi nghe chưa. Em mày thì khỏi bắt đi. Ai da cào đó. Yêu game xuất hiện đi, tôi đang ở cái vùng thích hợp rồi nè. Trời ơi, cứ qua đây chờ mọi người ạ. Tập ngày hôm nay khó kiếm legendary mà mình chưa có nhờ. Ở mấy mình đã có rồi không à. Dạ trainer hả? Đấy rồi, nó phải là như thế. Nó phải là như thế mọi người ạ. Lần trước chúng ta bắt thất bại.
thì lần này chúng ta phải bắt thành công mới được. Urem. Đỉnh chưa? Level 70 nha. Và quả đầu tiên mình xài đó chính là Whitbone. Và Whitbone không thành công rồi nè. Càng lỗ. Chúng ta sẽ tiến hành phone sweep em đi. Em này có chiêu gì đây? Double cross. Nên mình phải đọc lại từng chiêu của em thử coi có chiêu nào em tự là mất máu mình không. Vẫn là double cross mọi người ạ. Căng đó ta. Vẫn tiếp tục phone sweep nữa thôi. Có chiêu Blitzor. Chiêu đóng băng hả? Ủa tôi phone sweep từ từ vậy. Không sao hết. Ngoài ra còn có Ancient Powder. Ancient Power. Và chiêu cuối cùng của em là cái gì đây? Tôi còn chưa chứng kiến nè. Đó, bị đóng băng rồi mọi người ạ. Ây da, càng nốt ta. Đóng băng thì mình lại hồi máu. Cái gì đâu. Hồi máu tiếp luôn. Khi nào mà giải băng thì thôi. Ây da, đau đấy. Chiêu Blitza này nó đau lắm mọi người ạ. Ôi da, em này có chiêu này xài hoài vậy. Ủa biết là đau không hả? Để tôi tiến hành tôi hồi phục lại cho Zangu coi. Tiến. Rồi. Và bây giờ là hồi lại cho full cái máu của Zangu nha. Ôi, em này cứ xài chiêu Ancient Powder hoài nè. Rất là khó chịu, critical hit luôn mà. Nhưng mà không có tác dụng nhiều lắm đối với Zacian. Rồi, con hàng Zangu sẽ ra trận. Và lần này, lại tiếp tục. Ây da, xài Phone Sweep nha. Đây rồi, một máu đây rồi. Tên thứ 13 mọi người ạ. Bây giờ để mình đổi qua Latcher. Nhìn mình bắp nhầm rồi. Đánh đổi qua em Zacian mà bấm nhầm. Thôi. Thời khắc bây giờ thì còn quả nào khác ngồi Thamabon nữa đâu. Tên thứ 15 mọi người ạ. Chưa được. Em có chiêu Freeze Dry nữa. Hay quá, em này không có bất kỳ skill nào để mà gây tổn hại tới bản thân rồi. Quá đã. Và Thamabon. Ôi, chưa thành công. Cứ kiên trì mọi người ơi, không có gì hết. Ôi, mình nghe tiếng gì á. Nó nổ cái bập. Ôi. Yes. Ôi, tự nhiên sao có tiếng nổ cái bập cái... Bắt thành công luôn nhờ. Éo thật. À là tiên tri à. Đỉnh nữa chứ. Áo ma la yada luôn. Ê, và đây rồi. Ui ui, không cộng từ bất kỳ chỉ số nào luôn. Và kích thước là nguyên bản. Nguyên mẫu mọi người ạ. Có cái bộ skill thì nó hơi gì gì đó thôi. Em này bay được không? Nó chỉ chạy được thôi. Cái gì nữa vậy? Cái gì nữa vậy? Tôi đang đi công chuyện à. Chạy thôi, chạy thôi. Wow. Xịn xò mọi người ạ. Kirim. Ui, lần trước mình bắt hụt rồi nha. Lần này mới bắt được đó. Không phải đơn giản đâu. Đây rồi mọi người ạ. Vetsrem. À, Kirim. Ây chà. Cái này xài sao quên mất tiêu trời. À, đây rồi. Ui cha. Và đây chúng ta có em Ukraine.
kết hợp với lại check room. Ui, lực quá chưởng anh em ạ. Oh my god, nhìn nè, bay được không? Ủa sao không bay được? Ủa em này không bay được hả? Không quá không bay được hả? Ô không bay được mọi người ạ. Ô ô ảo ma vậy. Trời ơi, con tách lại nè. Ok chúng ta lại kết hợp. Và đây là Kyurem với lại Reshiram. Ui cái này thì nhìn màu đẹp hơn nhưng mà cũng không bay được luôn. À mới hả? Mình cứ tưởng là bay được chứ. Ui cha, thế thì cũng hơi lởm đó nhờ. Kết hợp lại nó có tăng chỉ số gì không ta? 266 266 182 152 thử coi. À có cho tăng chỉ số mọi người ơi, nó sẽ cộng từ hai chỉ số của hai Pokemon lại với nhau mà nó ra cái chỉ số cuối. Ui ảo thật. Đấy. Chà, tính ra thì Kyurem này cũng quá là ngon lành rồi đó. Để mình tạm cất vào trong này nha. Hai, được rồi. Quá đã rồi con gì nữa. À nằm dưới đây à? Ờ. Phải không? À, em này em rat mọi người không phải Colia. Ui cũng level 9 luôn. Chà. Yeah. Được của nó chứ. Tranh thủ làm luôn bằng Nespawn nha. Không để chơi nữa hết trơn á. Cứ Nespawn mà quăng nó thôi. Bé thành công. Tranh thủ. Ồ. Một em dơi mọi người ơi. Có lẽ là Zubat. Icicle Crash em khoét coi. Trời ơi đánh của tỏi luôn rồi. Em này thì cứ thử bằng Levon xem sao. Quá. Ý thành công. Uầy, cùng tổng hợp lại chúng ta đã đạt được 34% Pokédex rồi. Bắt được 345 em Pokémon. Ui một con số đẹp. Ladybug. Không biết là tôi có gì nữa. Ê, chưa có. tranh thủ Ladybug. Nespawn luôn nha mọi người ơi. Thấy là lạ là tôi lụm ngay chứ. Không thể để được. Đây rồi. Ủa em gì đây? Em gì đây? À Spinda. Ủa nghe nó nói mình muốn bị thôi miên theo luôn rồi đó. Whitbon thôi nha mọi người ơi. Cũng cấp 25 thôi. Em này chắc đơn giản à. Và lần này thì thành công. Ôi trời ơi. Ủa Rekusa. What the hell man. Ủa Rekusa Shiny. Nhưng mà là Boss Mega mọi người ạ. Đây là mắt Canon thử coi. Gì ghê gớm vậy man. Moonblast coi. Ủa em này mạnh quá mọi người ạ. Ui căng lắm. Latrier ra trận thử coi. Ui đánh rồi. Yes. À, ôi và chúng ta được Omega Shark. Ôi một trong những mảnh mà để tạo ra cái ngọc Mega đó mọi người ạ. Đây là viên ngọc của Crowding thì phải. Xịn nha. Ok thì mình vừa trở về nhà sau một chuyến đi rất là dài luôn rồi nha mọi người. Rồi thì trong tập ngày hôm nay mình đã
rất là may mắn luôn khi mà đã thu phục được Kyurem. Ngoài ra chúng ta cũng đã biết được hai hình dạng của em Kyurem này khi mà kết hợp với lại Reshiram và Zekrom nha. Tuy nhiên nó không bay được, nói chung là cũng khá là đáng tiếc đó, nó không còn như hồi xưa nữa rồi. Rồi thì nếu các bạn thích video ngày hôm nay, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.